I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell với KT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell với KT. Thì hôm nay điều đầu tiên mình muốn nói là cảm ơn các cô chú, anh chị, bạn bè đã share những cái clip của mình cho tới ban quản trị. Thì cũng trùng cái dịp là hôm nay mình đang muốn quay cái review cái trận công hành chiến đó. Đây mình đang đứng ở đây, đâu là học đầu đây, chiến trường Lâm An đó. Thì sẵn tiện đó thì mình cũng nhờ ban quản trị là hỗ trợ giùm cho mình một cái GME ha, để vô làm phóng viên. Nói từ GME cho sang chứ nó được có cái là tàn hình thôi nè, nhưng mà được cái đẹp lắm các bạn đó. Ở ngoài là giao diện là nhân vật nam nha, nhưng mà sau vô đây là thấy con bé này nó mặc bikini hay gì nè, thấy hai mảnh trên người, không có một mảnh vải nè, thấy không đó, không có một cái nón y phục yên đai, chỉ có được cái vũ khí với cái mặt nạ. Đồ thì không có gì hết ha, chỉ được cái tính năng là tàn hình, nó bay từ bên này qua bên kia là được thôi. Hiện tại mình đang đứng ở Lâm An nè, cái bộ cũng vui lắm các bạn. Đây có ban Hỏa Long nè ha. Đó. Đây. Thấy cũng đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng, có màu tím nữa nè, hấp trần nè. Cái gì? Phải không? Hấp trần hay gì, hấp thân gì đây. Đọc không rõ, đông quá. Bên này là của Thiên Hạ. Ồ, hai ban đứng kín mít luôn. Cũng hên là tàn hình không ai thấy. Cái sức chúng đứng chắc cũng bị ăn đạp rồi. Phía bên này có cái màu đẹp lắm nè các bạn, có cái màu cam nè. Đâu rồi, mới thấy đây đâu rồi. Cái chạy gì? Đây. Đây là ban chủ của Thiên Hạ các bạn. Tên gì không thấy. À, này là Phi Phong Kinh Thiên. Một màu vàng lạc lòi. Đây, Khánh Minh hả? À đây, Khánh Minh. Kinh Thiên luôn, Kinh Thiên. Đó. Đang đứng ở một góc. Góc này mấy giờ đây? Bên này 12 giờ, bên này 6 giờ. Bên nào 3 ta? Bên này chắc 9 giờ quá. Ừ, chắc bên này 9 giờ nè. Vâng, đây đúng rồi. Thiên Hạ đang đứng ở góc 9 giờ. Đó. Hỏa Long đang đứng ở góc 3 giờ. Đó. Mấy giờ rồi? Bây giờ là cũng tới giờ rồi các bạn. Đang đứng ở Lâm An nè, thấy vui quá. Tính chạy đi qua mấy hành thác mà thấy tới giờ luôn rồi, thôi đứng đây quá. Coi cái hạng cái coi. Đây là hạng nhất nè. Đang là 177. Hoa Linh. Hạng thứ hai là 156. Thì hai một cuốn. À đây Khánh Minh nè. Đó. Vô rồi, dứt rồi. Y. Trời, chuyện gì vậy? Lắc luôn, thấy đùng. Mẹ đánh tao đi. Ý, đang ôm cây cột kìa, ai đánh vậy, ai ăn cây cột vậy? Vâng, Hỏa Long các bạn, Hỏa Long đang đánh cây cột. Rồi, Thiên Hạ đang áp vô rồi, Hỏa Long cho teo rồi. Gì, hay ghê quá, đứng vô đó là... Đứng vô đây cho đẹp nè các bạn, đó. Nhân vật chính là phải đứng ở giữa khung hình đó. Ơi chu cha, ui. Rồi Hỏa Long đang ăn rồi các bạn ơi, Hỏa Long ôm cột luôn rồi. Rồi Hỏa Long ôm cột bên này rồi ha. Rồi Thiên Hạ đâu mất tiêu rồi, Thiên Hạ chắc chạy qua mấy hành thác rồi quá. Thiên Hạ đâu rồi, có ai thấy Thiên Hạ đâu không? Rồi vậy là Hỏa Long là ôm cây cột luôn rồi các bạn ơi, ôm cây cột, giữ cây cột luôn rồi. Để chạy một vòng thôi. Kìa, có giao tranh, ai vậy?
Ôi, quả lòng, quả lòng vẫn ôm cột tiếp, không thấy ai nữa hết. Đó, hình như có chiến tranh trên này. Để chạy theo coi nhiều chuyện, coi có chuyện gì không. Không có. Thôi chạy về. U cái xe này chắc cũng 8 người đó bạn. Ô bên này nè, bên này có giao tranh nè, có một anh nè, đâu rồi, đây. Đây có Thiên Hạ nè, của Thiên Hạ. Đó. Thiên Hạ có hai em ha, đang ở hướng này hướng gì vậy? Hướng 12 giờ. Rồi, anh VIP. 12 giờ đó. Vâng, Thiên Hạ đang tụ quân ở góc 12 giờ nè. Rồi, ủa đi đâu vậy mấy anh? Xuống đánh đi chứ chạy vòng vòng vậy. Ấy đù, cái xe này cũng ngon các bạn. Thách Trần nè. Của ai vậy? Của Tây Độc. Ê, sao chạy đâu nữa vậy? Để chạy coi bên Thiên Hạ đi đâu đây. Đó, đang đến úp hướng 6 giờ. Dứt. Ủa đâu rồi? Đây nè. Đó. Dứt. Trời ơi, đó. U, quá hay các bạn ơi. Trời ơi, ghế điệu hổ ly sơn. Kéo qua hướng 12 giờ xong cái kéo một xe úp từ hai hướng ha, hai bên cánh úp ngược lên hướng 6 giờ. Rồi, cuối cùng cũng tan luôn, tan đèn sẽ ngé luôn. Rồi, quả lâm cho đi về quê luôn. Rồi. Sao vậy? Từng móng một. Rồi, đây nè, thấy ban chủ rồi, chạy theo ban chủ đây. Đây, ban chủ nè các bạn. Đó. Rồi, ban chủ về quê luôn. Hay quá. Rồi, Thiên Hạ núp ở ngay góc mà hướng 6 giờ luôn rồi. Rồi, xong. Ui, quả lòng ghê quá, thấy toàn màu xanh không? Màu xanh với màu tím không mà vừa được nè. Ui dồi ôi. Chết rồi, còn một em. Ô, bướm bay, nó bay thiệt các bạn. Bay nữa nè, ui rồi bay nữa nè. Rồi, xong luôn, rồi, giết tới cùng luôn các bạn ơi. Rồi, về quê luôn, rồi. Thêm một em nữa. Đuổi cùng giết tận, ghê quá. Ghê quá các bạn ơi. Không biết chiến trường mấy bên kia sao chứ thấy bên này nhộn nhịp đông vui quá. Ê, trên này đánh nữa nè. Không có đánh, ôm trụ rồi. Không biết là Thiên Hạ sẽ làm gì đây. Vẫn tụ ở góc 6 giờ các bạn ơi. Đây, đang tụ ở góc. Đâu rồi, không lẽ xe bờ chỉ có 3 bang. Nghe đồn đâu còn bang Tiếu Ngạo gì nữa mà đâu mất tiêu rồi ta. Đâu rồi, cái bản bang nó nằm ở đâu ta? Thấy ở đây toàn là gì cao thủ thú hộ gì cao thủ phái gỗ. Đâu rồi, tình John T đâu rồi? Xem bang khác. Đây nè, ở Huynh Đệ, Tụ Nghĩa, Tiếu Ngạo, Quả Long. Đây, Quả Long đang đánh Thiên Hạ. Ủa còn mấy bang kia sao không thấy ta? Đi đâu hết rồi? Ô, ôm luôn hướng 12, hướng 6 giờ rồi. Rượt tới cùng luôn rồi, Thiên Hạ chết chắc. Quả Long đúng theo cái tên của Quả Long, nóng quá mấy anh, nóng quá. Rồi, bên này bây giờ chống quơ, chống quắc luôn, không thấy một ai luôn các bạn ơi. Quả Long đang ôm luôn cái trụ rồi. Rồi, đi một vòng xem có ai không. Thiên Hạ chắc bỏ luôn Lâm An rồi quá. Rồi, thôi, để chạy qua bên Biền Kinh coi có bên ai bạn không. Đâu rồi, Biền Kinh. Thất Thành, Biền Kinh nè. Vâng, đây nè các bạn. Đã thấy Thiên Hạ đang cử khoảng chắc này khoảng 3-4 cái bạc ti à. Không, cao lắm 5 cái bạc ti đang ôm cái trụ ở bên Biền Kinh ha. Vâng, anh ấy đang ôm cái Biền Kinh nè, đó. Này chắc khoảng nửa bang thôi chứ đâu có kéo hết bang đâu. Rồi, ôm luôn cái trụ rồi, không ai đánh anh hết. Không.
Sao vậy? Sao thấy quá trời ban mà sao kỳ vậy ta? Không lẽ mấy anh hôm nay bị dịch corona rồi ở nhà rồi nghỉ không chơi nữa ta? À, huynh đệ nè, tụ nghĩa nè, gì vũ điệu cồng chiên nè. Ủa không có vũ điệu không à? Cướp nè, thấy cái tên thấy ghê không? Rồi ban này có hai người. Tiếu ngạo nè, đó. Hỏa long nè. Ban tình nữa nè, nè, tình nè quá trời luôn nè. Tư mã vô tình. Gì vậy? Mấy anh không có chuyện gì làm đứng đánh vô tư. Để đi mấy cái hành thác coi có cái gì vui không. Vâng, Phượng Tường thì đang có Tụ Nghĩa đang ôm cái trụ dưới này ha. Chứ không ai xuống đánh mấy anh đâu, mấy anh đang đứng ôm rồi. Đây là Tương Dương. Đó, Tương Dương Tụ Nghĩa đang đứng luôn ha. Đù, Tụ Nghĩa ôm hai cái hả? Yeah, Tụ Nghĩa nè các bạn. Đây là trưởng lão. Đây top 1 của chúng ta đã thấy rồi. Đây, Hoa Linh đang ở Tương Dương. Đó, ôm trụ luôn. Ôi thật là an nhàn làm sao. Không thấy ai đánh đấm gì hết, chán dữ ta. Về là Nguyễn Kinh coi. Đâu rồi, đâu hết rồi, sao nó còn tan đàn sẽ ngé, còn có cục nhỏ xíu vậy. Mấy anh đâu rồi, không thấy ai hết. Sao nãy được nhiều lắm mà ta, chứ không lẽ kéo đi đâu nữa rồi. Đây không có đánh nhau các bạn ơi, đi kiếm chỗ khác thôi. Thiên Hạ đang ôm cây cột này rồi. Ban chủ Thiên Hạ ôm cây cột rồi các bạn. Về Lâm An. Lâm An ô, Ngõa Long đang ôm cây cột đây ha. Đây cũng rất là chắc chắn. Mấy anh toàn ăn chắc mặt bền không ta? Ôi bút kìa, ôi rồi ôi đẹp ghê không? Ôi quá trời luôn, lên phù luôn, ôi lên bùa luôn kìa. Ôi các bạn này, các bộ hay mạnh nè các bạn, quá trời luôn nè. Chắc cũng được hơn chục xe trong này đó. Đây là trưởng lão lạnh lùng. Đó, nghe cái tên là biết lùng cỡ nào rồi. Lùng thấy mà phát lạnh luôn. Anh ta đang đi kiếm gì đây? Trời không thấy. Vâng, ở đây không có gì hết. Đi kiếm mấy cái hành thác rồi. Ô, Phượng Tường bỏ luôn cây cột rồi các bạn ơi. Không biết đang đánh ở đâu mà bỏ luôn cây cột rồi ha. Phượng Tường, Biền Kinh bỏ luôn cây cột rồi ha. Chu cha, mấy anh chơi lớn vậy đi đâu hết rồi. Rồi, Tụ Nghĩa đang qua rinh cây cột của Biền Kinh rồi. Mấy anh đi đâu mà bỏ nhà rồi, em nó để ăn sắp hết rồi. Rồi mấy cô, mấy chú, mấy bác đang vô dập cái cây cột rồi. Đó, đứng coi rồi, ui. Còn lửa hồng bập bụng cháy. Ô cháy thiệt rồi các bạn. Cháy rồi. Cái bang đang đánh kìa. Ý gì vậy? À chắc này là Thúy Yên đang thả. Tuyết rơi. Đó. Tụ Nghĩa bu vô rồi. Rồi. Xong, cây cột sắp đi. Ôi tiếc kìa, ôi rồi ôi. Nhìn như là thác như mưa luôn các bạn ơi, coi kìa. Đó. Đánh gán lên, sắp mất cây trụ rồi. Ừ. Bỏ nhà đi nè. Đó, có vợ mà bỏ đi, đó hàng khác nó vô nó hốt. Xung quanh có gì không? Đúng 12 giờ vắng que. Rồi, xong cây cột chưa?
chưa xong nữa hả? Kẹt kẹt, ngọn lửa hồng bập bùng cháy. Chị đại hiệp vừa anh dính tại Long Môn Trấn, cỡ giờ này còn đi tiêu diệt thành công gì, cỡ giờ đi ăn boss bạch kim hoàng kim trời. Rồi bây giờ đã phá hủy long trụ của Biền Kinh xong một em. Em ấy đã đi rất to và rất xa. Đi về Biền Kinh coi. Ủa mình đang ở Biền Kinh mà. Quên nữa. Chạy một vòng qua mấy ạc kia coi. Thế nào chút cũng đây cũng có quýnh lộn à. Bỏ nhà đi, con vợ bị thằng khác nó hốt. Đó, Phượng Tường trưởng lão của Ngọa Long. Đó. Thế nào chú Ngọa Long cũng chạy qua đây rồi các bạn. Đi hôm dò rồi, rồi anh ấy đã đi hôm dò rồi. Ôi, trưởng lão. Với lão đâu rồi, bây giờ đi qua hành nào nữa đây, về Lâm An đi. Vâng, Lâm An, Mã Long đã bu ôm sát luôn rồi, không nhả cây cột ra luôn các bạn ơi. Đố cha thằng nào lấy được. Còn gì nữa ta, Dương Châu phải không? Đây Dương Châu đó, ban tụ nghĩa nó đang ban tụ nghĩa đang chơi vậy, trồng rắn lên mây hả, kéo đi đoàn xe chạy vòng vòng vậy đó. Đó trời ơi coi kìa, thấy vui ghê không, trời ơi chạy vòng vòng vậy đó, trời ơi như mấy đứa nít vậy rồi, mấy anh mấy chị mấy cô mấy bác chơi trò gì kỳ vậy. Sao đi ít quá ta, tụ nghĩa gì có này khoảng giỏi lắm, 5-6 bậc ti vậy. Cái gì vậy đánh lộn hả cái gì vậy trưởng lão hả. Ôi trời ơi hay quá anh trưởng lão ơi, rồi về quê luôn rồi. Tưởng đâu là anh ấy đã hót được chứ. Cái gì dưới này vậy? Thiên hạ đang qua giúp tụ nghĩa, rồi về quê luôn. Ừ. Ôi tụ nghĩa ôm chắc quá các bạn ơi. Thiên hạ kìa này chắc về quê luôn quá. Á đù, tụ nghĩa đang đánh bên Phượng Tường luôn nè. Ghê thiệt trời, chia ra người ra đánh ghê vậy. Bây giờ đang là phút thứ 45 ha. Đó. Đánh được 15 phút rồi các bạn. Ô tụ nghĩa tính ra ăn được 3 trụ rồi đó. Ui anh ấy nè, cái bạc tiên này bạc tiên nhỏ hình như bạc. Ui rồi. Ê. Đâu rồi, về Lâm An có gì vui không? Cái Lâm An Ngọa Long vẫn không xuất binh ta, đứng ôm cái trụ không ta. Đây không có gì vui hết, không có đánh nhau gì hết ta. Hôm nay buồn dữ ta, ban top tiếu ngạo không thấy ta. Dịch corona ha, mấy anh ấy đã đi ốp với ban rồi không thấy. Mà tình hình dịch bệnh như vậy mà mấy anh cũng online nhiều ghê đó chứ. Cái gì vậy, đánh lộn kìa. Ý Thiên địa không còn nhà để đi. Bây giờ qua chiếm luôn bên Lâm An. Đó, dứt. Rồi. Á đù. Rồi. Thiên hạ kéo hết quân lên luôn các bạn ơi. Rồi. Từng em một đã đi về quê. Rồi. Ôi má ơi. Ngọa Long mạnh quá các bạn ơi. Rồi, tiếp luôn hướng 6 giờ rồi. Không còn một ai chạy hót luôn. Tí còn em nè các anh, còn em nè, đừng có bỏ đi vội, còn em đang đứng nè, đánh em đi. Không ai thấy mình đâu.
Ôi trời ơi, anh ấy kéo cả ban qua luôn đấy chứ. Trời ơi, kit của Hí Yên đồ đẹp quá các bạn ơi, mang nhẫn nữa chứ. Có ó thiên hạ, ôi cởi ngựa ngắm hoa các bạn ơi. Anh ấy vừa có một tia sâu sẹt sẹt qua ha. Anh ấy đang cưỡi ngựa ngắm hoa và vô tình cột thiên thạch của Mai Nhẫn đã rớt trúng đầu anh ấy. Ủa bên này không có gì vui hết, chạy về bên kia thôi. Ủa bên này ăn chắc mặt bền quá các bạn ơi. Rồi kỳ này thiên hạ đúng là thành cái bang luôn rồi quá. Nhau đây hay gì vui vậy? Có các bạn ơi, chơi rồng rắn bắt da rồng rắn lên mây không thấy gì hết à? Đi về Phượng Tường đi. Vâng, Phượng Tường đã bỏ rồi. Vườn không nhà trống. Tụ Nghĩa mới chạy qua thám thính đó. Biên Kinh. Vâng, Biên Kinh đã bỏ trống luôn các bạn ơi. Trời ơi, không ai đánh hết, buồn ghê không? Theo như mình là mình qua mình dứt cái Biền Kinh này rồi. Long trụ để vậy nè. Trời ơi à. Trời ơi. Ý là mang có đánh lộn nè. Ý anh Cao Hữu Khánh Minh của thiên hạ. Đi đâu vậy anh? Anh kéo thêm một cái Axe Long. Phi Phong Lăng Vân. Đó, anh ta đang đứng ở đây. Rồi. Anh ấy đã bị rồi xong. Bỏ đâu rồi? Sao anh ấy phi hân lẹ vậy ta? Không mất tiêu rồi. Ha, anh ấy có phép tàng hình giống mình ta. Ờ, thiên hạ giống như mấy con chốt thí vậy ta. Vô cho chết không vậy? Ui trời ơi. Công nhận là bên Ngõa Long không có cái phi phong nào to. Nhưng mà thấy công nhận là kéo chiếc xe của bộ bự dữ. Thiên hạ đang nhắm ở bên Lâm An ha. Tụ Nghĩa vẫn ôm Tương Dương các bạn ơi. Không chịu nhả Tương Dương luôn. Dồn hết ban về Tương Dương rồi. Cái này chắc là hết ban của Tụ Nghĩa rồi. Hoa Linh trưởng lão đã ôm ra đây luôn rồi. Là chắc là đóng đô đây luôn rồi. Anh ấy đã đặt bẫy khắp nơi luôn các bạn ơi. Coi nè. Ui rồi ơi à. Anh ấy ôm rồi, hà chết bảo vệ luôn cái cây trụ bên Tương Dương rồi các bạn. Không có chạy đi đâu nữa hết. Ôi trời ơi à. Anh ấy tiếp tục lại hạ độc. Ôi bẫy khắp nơi. Ô thiên hạ đang ở bên này đâu, Biền Kinh. Vương Trùng Dương đó, anh Vương Trùng Dương đang đứng ở đây tin tức. Ý thiên tứ. Ô Tụ Nghĩa qua úp đầu á. Mày mon men qua nhà tao hả mày, chạy đi đâu? Vâng, Tụ Nghĩa lại tiếp tục ôm Biền Kinh tiếp. Đây long trụ của Tụ Nghĩa nè, còn có nửa cây à. Để thiên hạ qua úp hết bên này là được rồi. Ô Tụ Nghĩa ăn luôn của bên Phượng Tường luôn các bạn. Ghê vậy. Tính ra mình ăn 3 hành. Ở đây nữa nè, ui dồi ôi à. Hôm nay là Tụ Nghĩa ăn hết rồi các bạn ơi.
cũng hơi tiếc. Ê, ý ý đánh lộn bên này nè. Ý ý ý ôi trời ơi chết rồi. A à, ô thì rồi quả long chết từng em rồi. Rồi sao vậy ô Thiên Hạ đánh úp các bạn ơi. Ôi rồi xanh đỏ tím vàng đánh quá trời luôn nè. Đó ý quả long gom lại đánh một cục nè. U công nhận đánh hội đồng về đều hơn nè các bạn. Rồi xong rồi Thiên Hạ lại về quê rồi. Kỳ này là Thiên Hạ là coi như là xong rồi các bạn ơi. Xong rồi Thiên Hạ kỳ này là ra đường cuốn gối ra đường luôn rồi. Đây góc dưới này nữa hả. Dạ, ôm này nè. Ui chị Nga My bút đây đã ghê. Chị Nga My rất là tích cực ha. Bây giờ là phút 53 rồi. Đó. Chỉ còn lại 37 phút nữa thôi. Không biết là anh ôi kìa vui ghê kìa các bạn. Thiên Hạ lại tiếp tục đánh úp. Ôi giời ơi úp gì nổi mà úp anh ơi. Cháu hôm qua bên kia mà húp của tụi Nghĩa kìa trời. Ô anh ấy kéo một xe đứng ở dưới này chờ gom nè. Rồi xong luôn rồi gom luôn rồi. Rồi gom hòm vô. Rồi gom sát vô hòm luôn rồi. Rồi từng người một. Kinh lôi rồi về quê luôn. Xong. Ủa đuổi cùng giết tận luôn kìa. Chu cha không chừa một ai luôn các bạn. Rượt cả hỏi hành luôn. Ui ngoài này quá trời nè. Ui. Ủa, anh ấy đang đánh vô. Kéo quân vô rồi. Ủa không phải này là quả long. Bậy rồi. Đây Thiên Hạ có 2 tên, 3 tên, 4 tên. Ô kéo một đàn vô luôn nè các bạn. Ủa không phải này quả long. À Thiên Hạ nè đang kéo vô nè. Dẫn hướng hà hướng 6 giờ nha. Sao không chuyển qua hướng 3 giờ hả? Hướng 9 giờ đó ta. Anh ấy trung thành với hướng 6 giờ rồi. Đây nè Thiên Hạ đang gom nè các bạn. Đây là thấy hai phi phong kình thiên nè ha. Đây đang gom mình đứng chung với mấy anh nè. Đó gom lên nè. Ô anh ấy đi hai cánh ha. Anh ấy mở từ hai cánh. Đó rồi. Giết nhiêu đây đội hình sao mà vô úp được trời. Á đù. Cũng đông á các bạn. Này chắc cũng mười hơn á. Hơn 10 bạc ti các bạn. Vô dứt nè. Đó. Tèn. Đó. Trời ơi coi kìa. Ôi giời ơi, đánh không vô nổi luôn các bạn ơi. Không vô nổi được vòng 16m50 luôn kìa. Trời ơi, Ngõa Long đứng nè. Các bạn nhìn con chuột nè ha. Đây, Ngõa Long đang đứng trong này nè. Gom đứng ở một tụ nè. Ôi giời ơi, đánh giống như là cứ như là trong đó đang gom khoảng 10, 2, 30 khẩu đại bác vậy. Các bạn tính đi. Giống như một con ngừ mà bị mười mấy 20 cái khẩu súng mà chĩa vô mà bắn một người vậy. Chịu sơ hấu trời. Đó. Đây nè, hướng 2 giờ, ở lòng hướng 6 giờ. Tiếp tục kéo lên nữa, anh ấy vẫn không bỏ cược. Bướm bay là bắt, đó. Ui trời ơi, bên này đánh nhau hơi quá. Ý, cái gì kìa vui quá kìa, đẹp quá kìa, hồng tím. Đó, vẫn tiếp tục. Ở bên này đánh nhau vui quá, không muốn đi đâu luôn các bạn. Đó, ui trời ơi, đẹp quá. Thiên Hạ. Ô anh ấy đang đặt bom. Chị Đường Huynh, Đường Huynh đang đặt mìn khắp nơi các bạn. À dụ ra là dứt chứ gì. Anh ấy ghê thiệt chứ. Bé Na nữa kìa, bé Na đang đặt bom, đặt mìn kìa. Bé Sáu nữa kìa. Này chắc chung một xe quá. Á đù, đâu, rồi dứt rồi, bị đánh úp rồi. Rồi bảy độc chết hết rồi, bảy độc xong hết rồi các bạn ơi. Ý còn quá trời nè.
anh ấy đang lên từ từ. Ở anh ấy đang núp dưới này nè. Đó đó đó. Anh ấy tính úp từ hướng 3 giờ ha. Rồi, không thành công rồi. Đúng mi luôn, anh ấy đang tính úp từ hướng 3 giờ ha. Rồi, xong rồi. Nè đây nè, đang bị dồn vô góc rồi. Rồi, rồi, từng em, từng anh, từng anh, từng chú, từng bác, từng chị, từng cô về quê hết rồi. Không kịp chạy về hót luôn các bạn. Ôi má ơi, bảy độc dưới này nè, đây nè. Đó, đây nè các bạn, đây Khánh Minh, đó, Thiên Hạ. Đó, anh ấy đang tích cực gài bẫy độc ở dưới này. Còn đây là Nhợn, Câm Bát gì? Ờ, chắc là vậy, khó đọc quá. Thiệt luôn á, anh ấy đang gài độc chi mà quá trời dưới này luôn nè. Đó, đó. Thú vị thật, thật là thú vị. Đây, ban chủ của Thiên Hạ nè các bạn. Lại tiếp tục gom quân ở dưới này nữa. Ôi tình hình chiến sự bên này căng quá, chưa kịp gom luôn kìa các bạn. Chưa kịp gom luôn nào đã bị Thiên Hạch rơi trúng đầu nữa rồi. Hay quá anh ơi. Rồi, ủa sao Hỏa Long sao thưa ra rồi. À, thì ra là anh ấy chia ra hai bên, đánh hai bên luôn. À đồ, Hỏa Long tiêu rồi, Hỏa Long tiêu rồi. Rồi rồi, Hỏa Long thấy thưa dần rồi. Ô lên kịp rồi các bạn ơi. Rồi, chiến thuật của Thiên Hạ đã không thành công rồi. Anh ấy tính úp từ hướng 3 giờ và hướng 9 giờ ha. Anh ấy tính chia ra hai bên nhưng mà không thành công rồi. Nhằm tiêu diệt sinh lực của Hỏa Long nhưng mà không được rồi. Các bạn thấy không? Ở trong này toàn là màu xanh không nè. Đó, phá quân được không? Thấy lôi nhôi có mấy khách trần là kéo bạc kéo xe thôi à. Đó. Tiếp tục hướng 6 giờ. Đó, dứt. Vâng, vẫn là dài que thưa. Sao anh ấy không tổ chức một cuộc mà ập vô từ 3 bên hay là 4 bên hay là gì đó mà để dụ ra bớt. Để chi mà một người mà hứng đâu cả chục mũi đạn thôi mà chịu nổi ta. Nè các bạn thấy không? Đây là cái bãi mìn mà anh ấy đã đặt nè hồi nãy nè. Anh ấy dụ người ta xuống mà không ai xuống tới đây luôn. Không ai xuống luôn các bạn ơi. Anh ấy nghĩ sao chứ. Hỏa Long đang ôm cây trụ ngon lành, đâu có dễ dàng mà bỏ mà rượt theo. Đây, đó. Đây anh ấy đang gom quân nữa nè. Đó, đó, tiếp tục đi lên rồi, đi lên rồi. Đi chung chung á, rồi tẻ ra hai hướng đi anh. Rồi, rồi, xong nữa rồi. Ở đây là khoảng chừng chắc 30-40 ạc đó. Mà vô, tẻ ra đi. Rồi, rồi. Lại một lần nữa, lưa thưa. Trời ơi, ôm hết vô một góc vậy là thấy tiêu rồi. Đó, đó các bạn thấy không? Ở dưới này nè, ở dưới góc 6 giờ nè, đó. Hỏa Long nè. Còn đây là trên góc 9 giờ nữa các bạn thấy không? Rồi, rồi, thưa lưa dần luôn. Rồi, xong. Trời ơi, ban chủ cũng nằm sải lai đây luôn, thôi thua rồi. Đây, đây, ban chủ nè, HT Tiên gì nè. Ziren. Trời ơi, nghĩ sao một mình ban chủ vô mà đánh hết được nhiêu đó. Tính tự tử đi về cho sớm hay gì đây. Ồ, anh ấy nè, anh ấy đang tính úp từ hướng hướng 12 giờ nữa ha. Đúng rồi, đang tính úp từ hướng 12 giờ nè, đây có máy que nè. Lại là bướm bay nè các bạn. Bướm bay tiếp tục đặt bom đặt mìn nè. Đó. Trận solo giữa trưởng lão của Hỏa Long và bướm bay. Đó. Bên ban thiên hạ đó dứt nè, đó. Để hai người solo đi rồi xong. Bướm đã bay về trời. Quay lại hướng 6 giờ ha. Đây thiên hạ vẫn lất tác đi lên. Đi lên rồi lại bị chết đi về.
Trời ơi, đánh phải có kỹ cương chứ mấy anh đánh vậy là thấy tiêu rồi. Vâng, anh ấy đã bỏ rồi, anh ấy đã bỏ rồi. Không lẽ anh ấy đã bỏ cuộc? Không lẽ anh ấy đã bỏ cuộc bên này rồi sao? Chúng ta đi về tụ nghĩa thôi. Tìm xem tụ nghĩa đang làm ăn như thế nào đâu rồi. Vâng, bên này tụ nghĩa đã bỏ cây cột ha. Đây, tụ nghĩa đã bỏ cây cột, cây cột này còn đầy máu nè, đó. Tiếp tục qua Biển Kinh. Vâng, tụ nghĩa đã tụ ở Biển Kinh ha. Này chắc cũng nửa bang của anh ấy à. Đây, đây, thiên hạ đang tụ trên này nè các bạn. Đây, đã thấy thiên hạ rồi, đây, anh ấy đây. Anh ấy đây, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn. Vâng, thiên hạ vẫn không bỏ cuộc. Đánh quả lòng không được rồi, anh ấy chuẩn bị là hướng 12 giờ đang vô nè các bạn. Đó, đang vô. Rồi, chuẩn bị. Đó. Đây, kéo một cái bạc ti nho nhỏ lên rồi nè, đó. Tay độc tiếp tục để gài độc tiếp. Đó. Anh ấy cho một số con xuống kìa, đó, hay thiệt chứ. Rồi, ngon rồi. Rồi, tụ nghĩa bên này chỉ còn có đặt trưởng lão thôi ha các bạn. Trận chiến đang ở Biển Kinh, chuẩn bị sắp nổ ra rồi. Rồi, chạy lên coi anh ấy đã gom lực lượng tới đâu rồi. Anh ấy chia ra hai nhóm các bạn. Đúng rồi, đây là hai nhóm nè. Đây là nhóm của Khánh Minh, anh Khánh Minh. Anh Khánh Minh hay là chú Khánh Minh gì đây không biết, nhưng mà bướm bay là ở đây luôn. Bé Sáu, bé Na đặt. Ủa sao kỳ vậy, tới sao đặt bom đặt min múc ngoài này vậy? À chắc cho có đường đi. Rồi anh Khánh Minh đã đi lên rồi, bạc ti bắt đầu kéo vô rồi, úp rồi, dứt. Rồi tụ nghĩa kỳ này là thấy tiêu rồi. Rồi ban chủ của tụ nghĩa đâu? Rồi mất cây trụ rồi, xong rồi, Biển Kinh đã bị mất cây trụ rồi các bạn ơi. Rồi trụ. Chúc mừng thiên hạ các bạn ơi. Rồi, thiên hạ đã có được một cái nhà nhưng không có được thiên hạ nha. Rồi, đã xong. Vâng, chúng ta là chuẩn bị chạy qua Lâm An nè ha. Hồi nãy giờ anh ấy đã ôm cây cột được gần 30 phút rồi, chuẩn bị là bất tử rồi. Ngon lành rồi. Chiến thuật của Quả Long rất là ok nha các bạn. Ôm mát cây trụ và chuẩn bị là bất tử cây cột này rồi ha. Vâng. Đó, các bạn thấy gì không? Biển Kinh, Long trụ bị ban hội, thiên hạ. Đó. Thiên hạ đã cúp. Rồi, thấy như vậy là Hỏa Long đã ăn được cái cây trụ bên Lâm An rồi nha. Mình nghĩ chắc là thế nào anh ấy cũng chạy qua bên Biển Kinh để đánh úp thiên hạ rồi. Chuyện này chắc cho thiên hạ ra đường ở rồi quá. Chúng ta chờ xem thời khắc huy hoàng nè. Đây, cây trụ. Trong này có mấy con rồng ta? Hình như chỉ có một con à. Để hai con. Đây. Nói chung là rất là nhiều rồng bu này ha. Không biết là sắp tới giờ chưa nữa. Để mình xem đồng hồ cái nào. Bây giờ là 06 rồi, chắc là còn khoảng 1-2 phút gì nữa à. Đây, chúng ta sắp chuẩn bị đếm ngược tới thời khắc giao thừa. Ủa lộn, giao nhà đó. Chuẩn bị là giao nhà cho bên Lâm An, chuẩn bị giao nhà cho Ngõa Long nha. Đó. Rồi, đã xong ha, rồi. Quả Long chạy đi đâu vậy ta? Ê, mấy anh chờ em chứ. Á, không có được con ngựa để chạy. Để em coi, đông người quá. Ủa xin mắc gì ta chạy theo vậy? Ta có cái phù mà. Thôi đi hay chung về cho vui nè. Ê, ui,
ui vui quá, vui quá, vui quá là vui. Ừ, về Dương Châu. Ồ, để em dẫn đầu cho mấy anh. Đó, vô nè, hướng 12 giờ. Ê, đi đâu vậy, cái ặc của tao đâu rồi? Vô nè, vô. Anh ấy không cần có chứng thực gì luôn các bạn. Không cần mà cái gì luôn. Ồ, ôi vui quá các bạn ơi, như đi chảy hội vậy. Ôi vô. Ôi chạy luôn, chạy luôn, chạy quá luôn nè. Ủa đi đâu vậy mấy anh, đi đâu vậy? Đi đâu vui với gì ta? Ôi đi đâu mà đi như ăn cổ vậy? Này là đi như là... Ôi trời ơi, coi kìa, coi kìa. Qua Biện Kinh, đó. Chuẩn bị, đang tụ hội ở Biện Kinh nè. Anh ấy qua luôn Biện Kinh rồi. Nghi là sẽ úp luôn cái của... Tụ Nghĩa nha, ớ lộn. Không, tụ Nghĩa là nãy bỏ nhà đi rồi. Thiên Hạ kìa, này bị mất nhà nữa rồi. Để lên thám thính coi tình hình ý bên này có ai vậy. Đây, Tụ Nghĩa, trưởng lão của Tụ Nghĩa. À, sao ạc trưởng lão gì đâu mà phiên phong trắng ta. Đây, Thiên Hạ. Đó, rồi. Hay quá anh ơi, trời ơi, Ngõa Long không cần chuẩn bị đọc hay cái gì hết. Kéo đi một cái sư đoàn qua luôn rồi các bạn. Ôi trời ơi, rồi rồi. Xong rồi, Thiên Hạ bỏ nhà đi hả mày. Anh ơi, tính sai nước cờ rồi anh ơi. Nhìn đi các bạn, nhìn thực lực hai bên nè, bên này nè, đó. Còn bên Ngõa Long nè, trời ơi. Chắc cỡ này còn hơn cái chục của Bạc Tí á. Rồi, vậy là thấy xong rồi, rồi. Biền Kinh đã vào tay của Ngõa Long. Thiệt chứ. Có lẽ nào cái quan VIP nhất cái xe vợ. Có khi nào. Đây đây, Tụ Nghĩa đã qua giành lại nhà các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không được đâu. Đây top 1 Hoa Linh nè. Đó, nhân vật nè. Ôi rồi ôi rồi ôi. Rồi anh ấy cũng về quê luôn rồi. Không giành lại nhà nổi với ban Hỏa Long đâu các bạn. Rồi họ bây giờ bu lại bắt đầu đó kìa. Nhờ Ngami bút máu rồi là thấy xong rồi rồi. Không ăn được đâu. Có lẽ nào hôm nay là ban VIP nhất server là Tiếu Ngạo báo danh không kịp, hay là tại vì có việc đột xuất gì mà Ngõa Long hôm nay để lên rồi. Ôi, Ngõa Long đi đâu đây. Đuổi cùng giết tận luôn các bạn ơi. Đi đâu vậy? Đi qua ăn thêm một cái hành nữa các bạn ơi. Hay quá, đi heo liền. Trời ơi, ham vui lắm, thấy vậy chứ ham vui lắm. Anh nào đang kéo chiếc xe vậy, trưởng gì, đội trưởng gì đấy. Đây, anh ấy đang úp ở ở Phượng Tường. À, chắc đi thám hính đây. Anh ơi, chờ em đi với. Dứt luôn chứ thám thính gì nữa các bạn. À đù, anh ấy kéo một bạc ti qua nè. Đù, dứt của Tụ Nghĩa đâu rồi ta? Quá hay, Tụ Nghĩa đâu rồi? Đây, Tụ Nghĩa, Hoa Linh. Đó. Liệu anh ấy đã còn sống đi về mà báo tin không các bạn? Rồi, không được rồi. Ô, đây nè các bạn. Ô, Quả Long kéo im 3-4 cái bạc ti qua luôn nè. Rồi, mất luôn Tụ Nghĩa, mất luôn cây trụ ở phượng... Gì đây đâu vậy? Đây là Phượng Tường mà, phải không? Đúng rồi. Rồi, xong, Quả Long ôm luôn cây trụ này các bạn ơi. Quá hay. Anh ấy ôm của Lâm An, Biền Kinh và bây giờ là Phượng Tường, anh ấy lụm luôn rồi. Rồi, Không còn gì để nói nữa. Ôi, cái lông trụ đang bị rút máu từ từ. Rồi xong. Xong luôn cây lông trụ này rồi ha. Liệu anh ấy có giữ được 3 cái thành không các bạn? Đây, Tụ Nghĩa tính lợi giành là cái
cái long trụ ha, nhưng mà ở đây là chắc nửa cái bạc ti à. Rồi bây giờ chúng ta về bên Biển Kinh xem. Đúng rồi, anh ấy đã chia ra hai cái bạc ti rồi các bạn, nhưng mà chia có bộ cân bằng dữ lắm các bạn ơi. Đây thiên hạ, đây các bạn thấy gì không, nhân vật chính của chúng ta thiên hạ đó, em ấy vẫn đứng ngoài tiếc nuối và nhìn vào. Tại sao, tại sao, tại sao có nhà nắm trong tay rồi còn bị mất? Và anh ấy đang âm mưu ở đâu đây? Đây dẫn hướng cũ các bạn ơi. Với cái đội hình này là thấy làm sao mà có thể dứt được các bạn. Ôi giời ơi, anh ấy đang tụ ở đây nè các bạn, như là con kiến bu cục đường vậy các bạn ơi. Coi nè, đó. Lên nè, lên nè, anh ấy đang dứt từng bước lên rồi. Lên luôn mấy anh ơi, lên luôn. Đó, lên thêm một bước nữa, lên luôn nè. Dứt, vô, dứt. Dứt nè. Vô, nhảy đi. Đó. Trời ơi, coi kìa, rồi, xong, Hỏa Long mất long trụ rồi. Mất chắc rồi thiên hạ nè, đó, rồi. Ô, Hỏa Long đang về. Về kịp không? Không về kịp rồi các bạn ơi, mất cái long trụ rồi. Đây, Hỏa Long đang còn hai. Rồi, xong luôn. Mất long trụ rồi ha, chính thức là mất long trụ ở Biển Kinh rồi. Thiên hạ ôm luôn cây trụ rồi. Liệu anh ấy có sống sót bảo toàn lực lượng mà ôm cái long trụ này không các bạn? Trận chiến chúng ta còn 15 phút ha. Anh ấy đang cố hết sức để bơm cái long trụ. Rồi ok. Đó. Khánh Minh ha. Hỏa Long đang tập kích để hướng 6 giờ nè, đó, bơm lên từ từ. Đây. Ờ không phải các bạn, đây là Tụ Nghĩa. Ô Tụ Nghĩa đang đánh với Hỏa Long ở dưới này ha. Ồ khát nước quá, bình luận viên hồi nãy giờ khát nước quá. Ô Phượng Tường đã bị chùa Tụ Nghĩa ăn lại rồi các bạn ơi. Rồi thiên hạ đang đứng dụ ha, đứng vào một góc để dụ. Ôi nói từ dụ cho sang vậy chứ anh ấy đặt bẫy khắp nơi luôn kìa. Cái bang thiên hạ này phải nói là một cái bang là gọi là rất là nhiều nhiều tay cao thủ ha. Đó, thả độc nhóc luôn. Ý chuyện gì vậy? Không phải, chỉ là một Acclon chạy ngang qua đường thôi các bạn ơi. Em sẽ đi chơi. Ô dưới này có đánh nhau nè. Tụ Nghĩa các bạn ơi. Đó, Tụ Nghĩa. Vâng, top 1 server đang cầm đầu đội quân lên dứt. Rồi thiên hạ hả mày, thám hính đường hả mày. Liệu anh ấy có ăn được bang thiên hạ không? Với bao nhiêu đây người? Rồi vô sáp lá cà rồi các bạn ơi, sáp lá cà rồi. Đó. Rồi mình đứng ở giữa nè, mấy anh đánh đi em coi. Rồi dứt. Đó, rồi thiên hạ. Rồi xong, Tụ Nghĩa đi về quê luôn. Rồi kỳ này là đoàn tụ với ông bà luôn rồi các bạn ơi. Bên kia chắc cũng vui lắm. Đi đâu đây. Ủa mà anh đang ở Biển Kinh mà. Một cái hành lớn mà. Ở trên hướng 12 giờ, thường hướng 12 giờ là...
bận hướng 12 giờ không có ai hết, đi xuống bận hướng 3 giờ coi. Ý có một cái ạc kìa. Ờ, của Tụ Nghĩa các bạn ơi. Aclon với Tụ Nghĩa đâm đầu vô chết nè. Đó. Oh my god. Mã Long kéo một cái xe qua luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, hay kéo một cái sư đoàn qua luôn. Rồi liệu anh ấy có bị mắc bẫy độc không? Rồi, bẫy độc nó phát huy tác dụng các bạn ơi. Ôi nổ liên tục luôn. Rồi, ôi nổ xanh có màn hình luôn. Ôi nhưng mà không sao. Ôi Mã Long kéo hết bang của anh ấy ra qua luôn các bạn ơi. Á đồ. Rồi thiên hạ đi về quê nữa rồi. Bây giờ là đang là phút còn 13 phút nữa là kết thúc trận chiến nha. Ôi rồi xong, giết không còn một bóng luôn các bạn ơi. Không lẽ hôm nay là số của anh Thiên Hạ là tèo tới như vậy sao? Trời ơi. Tụ Nghĩa còn qua bên kia ăn được hai cái bên kia, không biết hai hay là một vậy, hình như là hai. Trời, bình lực tên nó uống được ly nước vô nó đã khác gì đâu trời. Mùa này chỉ thích uống nước đá thôi các bạn. Đá nó lạnh lạnh, nó mát mát. Nói chung là ăn uống cũng không nhiều luôn á, chỉ là uống nước thôi, uống nước riết mà tao nói no luôn nè, ăn còn cái hai cử. Vậy mà vẫn mập. Nghi là chắc bị trúng nhảy heo rồi. Thích không khí không cũng mập. Ôi Thiên Hạ, hai anh đang chạy về đây. Có gì vui. Ô bên này có một ặc một mọi đàn Mã Long. Rồi đi xuống dưới hướng 6 giờ xem. Có gì vui. Đúng y luôn. Đây là đây Thiên Hạ. Thiên Hạ vẫn đứng ở hướng 6 giờ ha. Anh ấy trung thành với hướng 6 giờ dữ ta. Mà nghĩ sao đi có hai bạc ti lên ta. Vâng, em là bình luận viên Heo VKT ha. Đang tường thuật trực tiếp ở cái trận đấu công thành chiến. Đó, bữa nay là ngày thứ mấy ta quên rồi. Có lịch lại cái. Vâng, nay là ngày thứ 6. Ngày 21 tháng 2 ha. Đó. Hỏa Long rồi, ôm luôn cây trụ bên Biển Kinh rồi các bạn ơi. Để rảo quanh hai cái trụ kia coi là tình hình là đang của ai. Phượng Tường là đang của Tụ Nghĩa đang ôm cái Phượng Tường bên này ha. Phải. Ủa, Phượng Tường với Biển Kinh với Lâm An với còn đâu nữa quên rồi ta, mất mẹ nữa rồi. Mà Biển Kinh với này là tụ họp mất tiêu rồi. Ý, quýnh lộn kìa. Ui, Biển Kinh quýnh lộn vui quá kìa. Ai vậy? Là vẫn là Thiên Hạ anh ấy đánh úp hướng 12 giờ các bạn ơi. Những kỳ này anh ấy đã chia ra rồi. Dàn cái trận ra rồi nhưng mà vẫn không được các bạn ơi. Vẫn không ăn nổi Mã Long đâu. Đúng là cái tên Mã Long đó, bắn như khai mã luôn. Hình như bên này đa số là hệ ngỏa các bạn. Hệ ngỏa với hệ kim. Ôi rồi không còn một móng luôn. Phượng Tường nè, đó Phượng Tường đang là của Tụ Nghĩa. Tụ Nghĩa thà chết đó.
Phượng Tường, Biền Kinh chứ Lâm An. Lâm An là của Quả Long rồi, còn đâu nữa ta? Ủa sao cái cột Tương Dương này không ai đánh hả vậy? Rồi vậy là chắc cái tụ này, ừ chắc là của này là chắc của Tụ Nghĩa nãy rồi. Bất tử cây này luôn rồi. Rồi thấy vậy là thấy kỳ này là tiêu rồi. Á đù, Tụ Nghĩa đang ở hướng 3 giờ. Ngon lành luôn. Chuẩn bị Tụ Nghĩa up bên Biền Kinh nè rồi. Ủa Tụ Nghĩa đang đánh nha vậy. Tụ Nghĩa đang gặp Hỏa Long. Ủa không phải, đang gặp Thiên Hạ, Thiên Hạ. Rồi rồi. Bể rồi, bể cái bạc ti rồi, rồi. Anh ấy đang kéo qua hướng 12 giờ. Ai sẽ là người ăn Biền Kinh đây? Liệu hôm nay Thiên Hạ sẽ có nhà ở hay không đây? Đây. Hero Rizzi gì Razi đó. Đang thả độc đó. Hướng 12 giờ là Tụ Nghĩa. Mình nghĩ là chắc hướng 6 giờ là của... Đúng y luôn. Hướng 6 giờ là của Thiên Hạ. Ây da, kỳ này Quả Long khốn đốn rồi đây. Hai bên mà hợp tác mà đánh úp là thấy Quả Long là tiêu rồi các bạn ơi. Á đù, anh Quả Long, rồi, rồi. Anh Quả Long hay quá, chắc có người đã thám thính ra được rồi, anh ấy đang chạy qua nè. Một là anh ấy úp Thiên Hạ. Hai là anh ấy sẽ chạy về bên kia. Anh ấy sẽ đi đâu đây? Úp Thiên Hạ các bạn ơi, rồi rồi, hay quá. Phải công nhận là ban chủ của Quả Long rất là hay các bạn. Rồi rồi, Thiên Hạ sẽ bị đánh úp trước. Quá hay, quá hay, rồi. 6 giờ hả, 6 giờ rồi, xong nè con này, anh ấy sẽ chạy lên dứt luôn trên hướng đâu vậy? Ô, một bạc ti nữa các bạn ơi. Một bạc ti nó chạy đi đâu đây? Đi đâu đây? Vâng, vâng, anh ấy đã chạy đi đâu đây? Đi đâu đây? Ủa đi đâu mà chạy xa vậy anh? Vâng, anh ấy đã kéo đi đâu đây? Ủa không, hồi nãy giờ mình đang chạy lộn các bạn ơi. Mình nãy giờ mình tưởng đâu đây là của Quả Long. Ở đây là Tụ Nghĩa. Tụ Nghĩa đang chạy đi đâu đây, để coi coi. Vâng, Tụ Nghĩa đã gặp Thiên Hạ. Đó, có đánh nhau ngoài này rồi. Hình như nhà anh ấy có biến hay sao mà anh ấy chạy dữ vậy ta? Đúng rồi, anh ấy đang chạy về Phượng Tường các bạn ơi. Chắc nhà có biến, nhà có biến. Vậy tới phù quá cho nó lẹ. Ủa đang ở Phượng Tường rồi nè. Đúng y luôn. Đó, Tụ Nghĩa đã gom về đây. Ủa bang bên kia là bang gì vậy? Thiên Hạ. Ủa, à đây là hai bang khác nhau. Tụ Nghĩa Hào Kiệt và Tụ Nghĩa BRVT gì đó. Rồi rồi, anh ấy đã mất nhà. Vâng, Tụ Nghĩa Hào Kiệt đã lụm luôn cái bên Phượng Tường rồi. Tội nghiệp mấy bang nhỏ. Mất luôn cái chòi. Vâng, Tụ Nghĩa Hào Kiệt đã ăn luôn cái chòi của Tụ Nghĩa BR, TR, VR gì á. Thì tội lỗi quá đi đó mà. Trời ơi, anh ấy ăn mà ở ngoài còn mập bạc ti nè. Đang coi chừng lúc anh ấy ăn. Trời ơi,
Ở bên này là chắc bên Điền Kinh và chắc cũng đang vui lắm đây. Bây giờ chỉ còn là có 3 phút, làm gì đánh nổi Điền Kinh? Liệu nổi không đây? Thiên hạ chiến đang tụ ở hướng 12 giờ đó. Chắc anh ấy chia 2 bạc ti rồi quá. Hướng 3 giờ không thấy ai. Vâng. Hướng 6 giờ được một bạc ti nhỏ. Thiên hạ kỳ này ra đường rồi các bạn ơi. Hướng 9 giờ không thấy ai. Rồi còn 2 phút để mặc niệm. Rồi lên rồi, Thiên Hạ đã lên rồi. Thiên Hạ đang ở dưới này nè, đó, dụ các bạn, tính dụ cho bên Hỏa Long đi ra ha, đó, chắc là anh ấy đâu rồi, cái bạc ti trên này đâu rồi, bạc ti bên trên hướng 12 giờ đã tụ với bạc ti 6 giờ rồi ha. Vâng, chuẩn bị có giao tranh. Vâng. Thiên hạ đang đặt bẫy ở gần dưới mép này rồi. Chuẩn bị là dụ Hỏa Long xuống. Liệu là còn thời gian không các bạn? Còn 1 phút mấy ha. Ôi giời ơi, 7 tím người. Rồi, đó, Hỏa Long đã bị dính độc. Đó, hút. Chạy về cho Gami bút máu liền, lẽ đó. Dứt rồi, đây là chắc là trận cuối cùng rồi các bạn ơi. Liệu ai sẽ còn sống đây? Nhìn thế là biết rồi, Hỏa Long là còn sống chắc rồi. Lên hết đi, còn gì để mất nữa đâu, lên đi. Hôm nay là Thiên Hạ tính sai nước cờ rồi. Nếu mà nãy Thiên Hạ mà ôm cái trụ ở dưới phượng tường này nọ là chắc bây giờ cái trụ đó nó chắc cũng bất tử rồi. Hết giờ rồi các bạn ơi. Rồi. Sắp hết giờ rồi. Vâng, còn một trận ở dưới này nè. Cái này chắc lẻ loi tàn dư quá. Lên không kịp rồi. Vâng. Ôi sao bị kẹt mẹ nó trong góc rồi. Ôi nó kẹt trong góc rồi. À ra rồi. Tưởng là tao bị kẹt ở trong cái tủ điếm. Đây. Ban Hỏa Long đã chiếm lĩnh thành công Điền Kinh. Đó. Ê, chắc hôm nay là review như đây quá. Đây, tường thuật trực tiếp của công thành chiến hôm nay. Đó, Hỏa Long đã đại thắng ha. Rồi. Chắc ngày mai mình sẽ làm tống kim, không biết là để xem tống kim server này hay là server mới đây. Hồi thành phù nhỏ còn có thể sử dụng 91 lần. Ủa sao bấm được ta?
tại, bạn không thể sử dụng bùa về thành. Ê, đi kiếm cái tiệm tạp hóa nào. Đây, có bà tạp hóa đang đứng chung với ông Lợi Quang. Ôi rồi ôi, bình luận mà khang tiếng luôn má ơi. Ơi, thổ địa phù. Không xài được luôn. Mấy anh là bây giờ không biết đang tụ chất chạy với tấm kim hết rồi quá. Chú chổng lía xong cái rồi chúng ta quay ra ha. Vâng, sử dụng cũng không được, chắc là hỏi lía quá, mai rồi chúng ta làm tống kim sao. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đây, đây là ai đây? Thiên Hạ. Thiệt. Đây là ai đây? Hỏa Long. Rồi, bye bye, chào tạm biệt nha. Nhớ like và share video này nha. Cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã đón xem video của kênh Hẹo Phơi Cà Tơi. Thì đây chỉ là bình luận vui thôi ha, không có ý là chửi bới hay là khinh miệt hay là này nọ ai đâu. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.